Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên sóng cho các bác của em họa mi phải nói là bộ khủng các bác nhá. Đấy, chim rất là lũa lồng của các bác nhá, thuần khoảng 95% rồi. Bóng bộ cực kỳ là đẹp luôn và giọng em này thì bắn như AK luôn các bác nhá. Em này về có thể đi cà phê giàn giáo các bác nhá. Đấy. Bác nào mà bồ kết em này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Đây này, đầu mặt rất là đẹp các bác nhá. Hót rất là ok luôn, đuôi lá vả các bác nhá. Đấu đá ok. Chất giọng rất là hay các bác nhá. Đấy, bây giờ thì xin mời các bác lắng nghe giọng hót của em nói nhá. Cưới cả đi, sáng giờ cưới mấy lần rồi? Hả? Cưới 2 lần đi. Ừ. Cây to chỉ cưới 2 lần thôi. Ừ. Không đủ. Thank you.
chịu dễ hơn. Vâng, nó chưa cánh không cống đấy. Con chưa cánh không cống. Vâng, đây là một con. Chơi được anh em. Chưa thử nhưng mà nhà em đấu thoải mái. Không anh. Khi giờ dừng nó rồi. Vâng. Dìu thoải mái mà anh. Xù ấy không xù là do có bắt nuôi một phần như thế này. Cái con chim tăng điện thì làm sao xù, còn con chim yếu điện thì 10 con xù cả 11. Không hiểu. Chứ không phải là con chim, cứ con nào nó không xù nó có vẻ sắt đá đâu. Đúng không? Nó như con người ấy. Nó yếu nó mới xù chứ. Vâng. Vâng. Không, chả cần mà. Chim cứng này thì cần gì mái. Thế nên bác nói như nào nhỉ? Anh ở Tuyên Quang. Tuyên Quang ở Hà Giang, gần Hà Giang. Vâng. Vâng. Vâng ạ. Vâng. Dạ vâng, vâng, vâng. Vâng. Người ta vẫn mua thế bình thường hả bác? Vâng. Giờ có mấy triệu bạc đi lại thì cũng vất vả. Thời buổi 4.0 có một hay quấy đâu, đúng không? Đúng rồi, vâng. 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 Rồi, 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 bác nhá. Vâng. Thank you.
Thôi các bác ơi, clip em được khoảng tầm 15 phút rồi các bác nhá. Em xin phép dừng video tại đây đây. Bác nào bầu kết em này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Chim điện đóm rất là căng luôn, ổn định, chơi tốt nha các bác nhá. Bóng bộ thì đẹp, miễn chê rồi các bác. Chào tất cả các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau nhá. Chúc các bác xem video vui vẻ nhá. Đấy.